Xét thứ nhất giữa đội Tân Hòa và Thanh Ninh. Tân Hòa trước màn ảnh, Thanh Ninh xa màn ảnh. Đây là xét thứ nhất. Đây là trận thứ hai của đội Thanh Ninh. Đấy, quay lại nhá. Đây là tay trái này, tay trái này. Vâng, điểm đầu tiên thuộc về đội Tân Hòa 1-0. Không được rồi. Lưới phòng thủ của đội Thanh Ninh điểm cho đội Tân Hòa 2-0. Vâng, rất tiếc cho đội Tân Hòa, bóng sắt ngoài sân, đổi điểm cho đội Thanh Ninh 1-2. Bóng chạm cọc dưới hạ, đổi điểm cho Tân Hòa 3-1. Bóng, bóng căng sân rồi. Thanh Ninh để bóng rơi tự do, điểm cho Tân Hòa 4-1. Vâng, lưới phòng thủ của đội Tân Hòa đổi điểm cho Thanh Ninh 2-1. Rồi, bóng Thanh Ninh để bóng rơi tự do, đội điểm 5-2 cho Tân Hòa. Vâng, trọng tài xác định bóng trong sân, điểm 6. Tân Hòa lưới phòng thủ đội điểm cho Thanh Ninh 3-6. Tân Hòa để bóng rơi tự do, điểm cho Thanh Ninh 4-6. Bắt góc này giờ.
bắt trượt nhà ra ngoài ấy. Trên cổ không còn trượt nữa. Mình cũng chết được. Vâng, một pha bóng giằng co rất lâu. Đội nào ăn điểm đây? Vâng. Lỗi của đội Thanh Ninh. Đội điểm 7-4. Đọc con đúng tiền chứ sai được quá nữa được không biết được không biết đúng rồi cái nhỏ đưa toàn thôi không được rồi. Đội điểm cho Thanh Ninh 5-8. Bên kia cho em ăn kìa. Vâng, không được rồi, lỗi phòng thủ của đội Thanh Ninh. Tiếp tục là đổi điểm cho đội Tân Hòa 9-5. Đội Thanh Ninh đứng nguyên vị trí. Đội Thanh Ninh trọng tài. Đội Thanh Ninh 3-5-1-2-4. 2-4 đang đúng vị trí anh ạ. Vâng, đề nghị khán giả chỗ cuối sân của đội Tân Hòa đấy. Đề nghị chỗ hai bố con anh gì nhỉ? Các anh ngồi lui ra ngoài. Ngồi lui nữa là đề nghị khán giả chỗ đấy. Điểm 6-10. Mình đi đến bóng vào sân mình. 6-10 cho đội Thanh Ninh. Vâng, không được rồi. Lỗi chuyền hai của đội Thanh Ninh. Đội điểm cho đội Tân Hòa 11-6. Bóng trong sân, trọng tài xác định bóng trong sân. Trọng tài chính xác định bóng trong sân, đổi điểm cho đội Thanh Ninh 7-11. Đổ cái này chị kéo lùi vào bọc một tí cái chân này vào một tí lùi nhưng mà chú để nó cân rồi đấy xít nó thì đổ cái này đang ấy này này chạm vâng bóng hai chạm điểm cho Thanh Ninh 8-11. Tiếp tục là một điểm ăn điểm trực tiếp của đội Thanh Ninh 9-11. Tiếp tục là một điểm
Vâng, đội Tân Hòa xin hội ý lần thứ nhất của trận đấu thứ nhất. 10 11. Tiếp tục là một quả bóng của đội Tân Hòa thả không qua lưới. Điểm tiếp cho đội Thanh Ninh 11-0. Đây là khán giả đang chạy bóng tay để cổ vũ cho cả hai đội. Vâng, đội Thanh Ninh và đội Tân Hòa, hai đội cố gắng lên. Vâng, không được rồi. Lưới bước 1 của đội Thanh Ninh, điểm 12. Lên nào. Đấy, lốt lắm như nó thủ. Vâng, lưới chuyền 2 của đội Thanh Ninh. Đâu không được cái gì chứ. Không được rồi. Điểm tiếp cho đội Tân Hòa 13 14 11. Đẹp rồi. Lấy nào? Vâng, bóng đập không qua lưới. Điểm 15. 11 cho đội Tân Hòa. Lấy nào? Cái bà ở ngoài khăn cứ đẹp thôi. Vâng, lưới phòng thủ của đội Tân Hòa đổi điểm cho đội Thanh Ninh 12 15. Vâng, tiếp tục là một lưới phòng thủ của đội Tân Hòa, điểm tiếp cho đội Thanh Ninh 13 15. Đẹp rồi. Vâng, nỗ lực cứu bóng rất là cố gắng của đội Tân Hòa. Xong. Con. Giúp cho con thả hai con. Vâng, một pha bóng rất là dài. Đội nào chiến thắng đây? Chưa đội nào chiến thắng rồi. Quả bóng vừa rồi. Cuối cùng là một quả bóng đập không qua lưới của đội Tân Hòa. Điểm cho đội Thanh Ninh 14-15. Vâng, một quả bóng tả của đội Tân Hòa ra ngoài sân, điểm cho Thanh Ninh 15-0. Đẹp quá. Hai đội đánh ngang nhau. Giỏi quá. Lên nào. Lên bóng đập trong sân, điểm cho đội Thanh Ninh 16-15.
Vâng. Sau khi đội Thanh Ninh đuổi điểm đội Tân Hòa, bây giờ đội Thanh Ninh đã bứt phá lên 16-15. Bây giờ là bỏ nó vượt rồi. Tăng. Cứ leo lên cho con mũ rồi nó đập thì mấy mà lên. Đấy, leo cho con ấy đập. Làm cái con ấy xong. Đập rồi. Chết. Con. Ôi, con. Bà chân nhập quá, bà vớt vời quá. Vâng, không được rồi. Lỗi trên hai của đội. Vâng, không được rồi. Đội Tân Hòa đã lấy lại được thế trận. Điểm 17-16 cho đội Tân Hòa. Cứ nhảy càng cho đi. Đam Bi ơi. Đắp nào. Xong. Lấy nào. Con đầu. Con đấy nó áo xanh mà. Nó đánh sân bên kia mà. Đẹp quá. Quyết được thì trả giải. Quyết chết rồi. Chết vâng, một pha bóng giằng co rất là lâu. Vâng, cuối cùng là một lỗi phòng thủ của đội Thanh Ninh. Điểm cho đội Tân Hòa 8. Nãy rõ ràng nó mặc ở đâu? Nãy rõ ràng nó mặc áo xanh đúng không? Sao bọn nó đánh sân bên kia? Rồi. Điểm tiếp cho đội. Đội điểm cho đội Thanh Ninh. Đâu ở bên Tân Hòa? Đó, không được rồi. Bóng bóng trong sân, điểm cho đội Tân Hòa. Lỗi rồi. Lỗi của đội Tân Hòa, điểm cho đội 19 đâu. Khó lắm rồi kìa. Bây giờ là ấy lắm, bây giờ là thua là chết. Bây giờ là nào. Lỗi phòng thủ của đội Thanh Ninh. Điểm cho đội Tân Hòa 20-19. Vâng, chỉ còn 1 điểm nữa thôi là đội Tân Hòa. Ôi giời. Vâng, không được rồi. Đội Tân Hòa chiến thắng đội Thanh Ninh ở trận đấu thứ nhất với tỷ số 21-19.
một năm sáu bảy. Xét thứ hai giữa Tân Hòa và vâng. Tân Hòa và Thanh Ninh. Thanh Ninh trước màn ảnh, Tân Hòa xa màn ảnh. Bắt đầu thi đấu. Hết nhau rồi đấy. Vẫn còn đi tiếp. Đẹp thôi. Nhột. Đẹp vâng, điểm đầu tiên thuộc về đội tuyển Thanh Ninh, đội điểm 1-0. Vâng, không được rồi, vâng. Chủ công của đội Thanh Ninh rất là nhanh. Ghi điểm thứ hai cho đội của Thanh Ninh, điểm 2. Vâng, không được rồi. Tiếp tục là một điểm thứ 3 cho đội Thanh Ninh, 3-0. Vâng, không được rồi. Đập bóng không có lưới, đổi điểm cho đội Tân Hòa, 1-3. Vâng, không được rồi. Vâng, nỗ lực thủ bóng của chị nhưng không thành công. Đội điểm 4-1 cho đội Thanh Ninh. Vâng, lỗi rồi. Đội điểm 2-1. Không được rồi. Lỗi. Bước 1 của đội Thanh Ninh. Vâng, điểm rồi, điểm cho đội Tân Hòa. 4-0. Vâng, đề nghị khán giả đâu, khán giả Tân Hòa đâu, cổ vũ cho đội Tân Hòa. Con cấu vâng, lưới 4 truyền của đội Thanh Ninh. Vâng, đội Thanh Ninh xin hội ý lần thứ nhất của trận đấu. Vâng, lỗi rồi. Lỗi của đội Tân Hòa. Điểm cho đội Thanh Ninh 7-9. Vâng, không được rồi. Đội điểm cho Tân Hòa 17. Vâng, điểm tiếp cho đội Tân Hòa 11-7.
Vâng. Lỗi rồi, lỗi của đội Tân Hòa điểm tiếp cho đội Thanh Ninh 8-11. Bóng chạm tay của cầu thủ rơi ra ngoài. Điểm cho đội Thanh Ninh 9-11. Không được rồi, điểm tiếp cho đội Thanh Ninh 10-11. Vâng, đội Tân Hòa xin hội ý lần thứ nhất của xếp đấu thứ hai. Trọng tài đội Nhã Lộc xin được dừng lại dây này. Cái thua quả trước thì dây này cũng lọt. Muốn lắm, vâng, bóng đập ngoài sân. Vâng, các cầu thủ của đội Thanh Ninh rất là tỉnh táo tàu trong pha bóng vừa rồi. Điểm 11-11 cho đội Thanh Ninh. Vâng, sau những nỗ lực 10 điểm, đội Thanh Ninh đã bắt kịp được điểm số của đội Tân Hòa. Nhã Lộc đánh bóng ra ngoài, đội điểm của Tân Đức 11. Bóng ngoài sân, điểm cho đội Thanh Ninh. Vâng, đội Thanh Ninh đã bứt phá được điểm số của đội Tân Hòa 12-11. Đánh bóng không qua lưới, điểm 12. Số 2 đã đẩy bóng vào vị trí số 1, không có viên của Tân Đức. Tân Đức đỡ bóng vào, điểm 5-12. Vận động viên đánh bóng không qua lưới, điểm 13-5. Vâng, lỗi rồi. Vâng, thì nhảy rất cao và đập rất mạnh nhưng phạm lỗi kỹ thuật. Điểm tiếp cho Tân Đức, điểm 13-11. Và chúng tôi xin thông báo là trận thứ 3 giữa Tân Đức ở sân 1 chúng ta kết thúc, chúng ta sẽ dừng thi đấu của buổi chiều. Tiếp tục điểm cho Tân Đức 15-5. Và ở sân 2 chúng ta còn một trận đấu nữa thì chúng ta sẽ đấu xá. Vâng, đội Tân Hòa cố gắng lên. Bóng thả không qua lưới, điểm tiếp cho đội Thanh Ninh 14-11. Vâng, bóng thả trong sân, tiếp tục là một điểm số cho đội Thanh Ninh 15-11. Vừa rồi vận động viên thứ 6 của Tân Đức đánh bóng không qua lưới, đội điểm thứ 5. Vâng, tiếp tục là quả đập không qua lưới của đội Tân Hòa, điểm tiếp cho đội Thanh Ninh. Thanh Ninh lên
16-11. Vâng, đội Tân Hòa đã xin lời ý lần thứ hai của giải đấu. Tối quài cái gì héo hết như nơi rồi. Tối về bắt cái khoai. Vâng, 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 vâng. Đội Tân Hòa đã cắt được chuỗi lên điểm 8 điểm liền của đội Thanh Ninh. Đội nào mạnh nhất là thua. Đấy rồi ơi, lại không được rồi. Cầu thủ số 1 và cầu thủ số nhất của đội Tân Hòa đã không cầm thủ nổi quả bóng của chủ công đội Thanh Ninh. Làm theo quả bóng tay đầu ngoài. Điểm tiếp 18-9. Các cầu thủ đánh bóng hết sức bình tĩnh. Trái bóng vẫn đang được đội Thanh Ninh đưa sang, không được rồi. Đội Tân Hòa phòng thủ rất kiên cường. Chưa được. Cái lỗi phòng thủ của cầu thủ số 1 của đội Tân Đức, à đội Tân Hòa. Không được rồi, 19-12 rồi. Chỉ còn 2 điểm số nữa thôi là đội Thanh Ninh sẽ chiến thắng ở trận đấu thứ hai. Hai đội tiếp tục là một cú đập bóng tơ của cầu thủ công đội Thanh Ninh đã mang về điểm số thứ 20. Vâng, chỉ còn một điểm số nữa thôi. Bóng bại rồi. Vâng. Kết thúc trận đấu thứ hai, đội Thanh Ninh sẽ chiến thắng đội Tân Hòa với tỷ số 21-12. Vâng, một tỷ số rất. Hai đội không có sự thay đổi vị trí trọng tài chính. Ở do điều kiện thời tiết buổi sáng nay nắng nóng, cho nên là cái trận cuối cùng buổi sáng hôm nay đó là trận Thủy Trung Lâm và Nhã Nam sẽ đẩy giải sang trận vui của buổi chiều hôm nay. Sau hai sân kết thúc của hai trận đấu, chúng ta sẽ nghỉ thi đấu buổi sáng nay. Vâng, không được rồi. Đội Thanh Ninh để bóng rơi từ xa, đội điểm cho đội Tân Hòa 1-0. Không được rồi. Nỗ lực phòng thủ của cầu thủ số 5 đội Tân Hòa không thành công. Đội điểm 1-0. Lại không được rồi. Vâng đấy. Khán giả chúng ta đừng lợi dụng thế bát để mọi người. Đáng nghe quả đấy là đội Tân Hòa cứu bóng rồi đấy. Vâng, đề nghị cho khán giả chả nhá chui vào trong tường. Ngồi xa thế bác gì mấy quả thế đúng không? Ôi, phải tất nhiên phải lấy được cái ngồi thế này làm gì nó gần quá. Alo. Vâng, không được rồi, vâng. Vâng, vâng.
Điểm 3. Không. Tiếp tục là một lỗi còn. Nhà lọc đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Tân Đức 2-0. Rích từ nãy là cứ rích rích cái tay vào đây này. Alo. Vâng. Đội điểm 4-0. Vâng, vâng, nỗ lực cứu bóng của cầu thủ U65 đội Thanh Ninh. Vâng, độ tuổi bình quân của đội Thanh Minh là 58 và đội Tân Hòa là 37. Có 15 quả. U37 đang thi đấu với U58. Đừng đánh động, cháu cũng lạnh vào đây là không làm đổ của cô đâu mà không làm đổ lạnh. Vâng, đâu vấn đề. Bóng ra ngoài, điểm 6-1. Tân Đức đánh bóng qua ngoài, đổi điểm 2-6. Đội điểm cho đội Thanh Ninh 5-0. Mấy cái bà ghê như này. Ghê đâu ê, bỏ áp thách của bảo ơi, đấy là hai bà. Không được rồi, vâng. Đội điểm cho đội Tân Hòa 6-5. Vâng, hai đội mặc dù thời tiết có hơi nóng một tí, hai đội thi đấu rất là nhiệt tình. Vâng, không được rồi. Vâng, đội điểm cho đội Tân Hòa 7-5 rồi. Vâng. Hai đội đổi dân. Vâng. Vâng, bóng ngoài sân, đội điểm 6. Thank you.
Xét bóng tốt, điểm tốt nhất 9-5. Vâng, bóng ngoài sân rồi. Vâng, sau khi đổi sân đội, tức là đã có hai quả bóng ngoài sân liên tiếp. Điểm 7-8 cho đội Thanh Ninh. Không được rồi, vâng. Gắn cái tay cao lên một tí là bóng sẽ ra sân. Bóng không qua lưới, điểm 8-0 cho đội Thanh Ninh. Tiếp tục là một quả điểm cho đội Tây Ninh. Vâng, đội Tân Hòa đã xin mời ý lần thứ hai của trận đấu thứ ba. Tân Hòa cho tất cả các đội đua đến đây. Đội điểm cho nhà lợi 8-11. Bóng rơi từ xa. Đội điểm cho đội. Cô phải chỉ chuyển ai thôi. Tân Hòa 9-10. Bóng bay sân rồi. Điểm cho đội Tân Hòa 10-0. À, hai đội cố gắng lên. À. 10-11. Không được rồi, vâng. Chủ công số 2 của đội Thanh Ninh đập bóng rất mạnh. Đây, Trời ơi, bóng tung thân rồi. Điểm 10 cho đội Thanh Ninh. Nhìn cái vạch ấy. Được rồi. Vâng. Vâng. Lỗi rồi. Vâng. Điểm 10-3. Vâng. Trọng tài rất chính xác trong pha bóng vừa rồi. Vâng. 14-10. Nhà cái xem lại. Anh